cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam của Tổng thống Donald Trump được sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Theo lịch trình, chuyến công du lần này của ông và phu nhân bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2017. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là phu nhân của Tổng thống, bà Melania Trump, sẽ quay trở về Mỹ sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Ngày 10 tháng 11 năm 2017, bà sẽ không cùng chồng mình tới thăm Việt Nam. Đây có lẽ là điều hết sức bình thường đối với mọi người. Thế nhưng đối với đám dân chủ quốc nội thì đó lại là một sự thất vọng không hề nhỏ. Câu hỏi đặt ra, tại sao đám dân chủ cội lại mong ngóng sự xuất hiện của phu nhân Tổng thống Trump đến như vậy? Chúng ta không khó để trả lời câu hỏi này. Sự có mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Việt Nam đối với đám dân chủ phá hoại thật sự không mang lại cho chúng nhiều hy vọng. Bởi lẽ vấn đề dân chủ nhân quyền đối với Tổng thống Trump không phải là mối quan tâm hàng đầu. Với quan điểm nước Mỹ trên hết, ông sẽ tập trung vào các vấn đề kinh tế để đẩy mạnh phát triển kinh tế Mỹ và những vấn đề làm cản trở sự hợp tác, trong đó có vấn đề nhân quyền luôn được vị Tổng thống này bỏ qua. Ngược lại, đối với phu nhân Melania thì đám dân chủ có thể trông chờ được. Bởi điểm nổi bật thể hiện sự quan tâm của bà đối với vấn đề nhân quyền, trong đó có Việt Nam, đó là vào ngày 29 tháng 3 giờ Việt Nam, phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ Melania Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Thomas A. Sharon đã trao giải Phụ nữ quốc tế can đảm lần thứ 11 cho các ứng viên trên thế giới, trong đó có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của Việt Nam. Điều đó cho thấy, ở phương trời xa, bà Melania còn quan tâm đến phong trào dân chủ Việt Nam, thì nếu bà đến trực tiếp thăm Việt Nam lần này sẽ là cơ hội tốt để đám dân chủ có thể tố Việt Nam vi phạm nhân quyền cho bà và có thể đề cử một số cá nhân hoạt động tiêu biểu để cho bà tiếp tục vinh danh. Chính vì vậy, khi mà Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi thông tin về chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương lần này của vợ chồng Tổng thống Trump, thì đám dân chủ đã mở cờ trong bụng. Ngay lập tức chúng dở các chiêu bài quen thuộc. Chúng sử dụng con của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là công cụ cho cháu viết thư kêu gọi phu nhân Tổng thống quan tâm can thiệp để Việt Nam trả tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Ngoài ra, chúng còn viết bài kêu gọi các hoạt động chuẩn bị để tìm cách tiếp xúc với phu nhân Tổng thống. Ấy vậy mà phu nhân Tổng thống Trump lại không đến Việt Nam. Điều này khiến cho đám dân chủ thất vọng và ngay lập tức đám này quay trở lại đá xoáy phu nhân Tổng thống rằng bà chơi hỏng đẹp, thể hiện sự thất vọng đến tột cùng của mình.